Xin chào cả nhà đã trở lại với bếp nhà chúng ta. Hôm nay vì có một số bạn đã yêu cầu mình chia sẻ lại cái cách nấu đường để làm bánh in, thì hôm nay mình mời cả nhà cùng vào bếp để nấu nước đường làm bánh in với mình nha. Mình sẽ cần vào trong cái chén này là 180g đường cát trắng. Và mình lấy chén này để qua một bên, tiếp tục cho cái chén khác lên. Và mình sẽ cần vào trong cái chén này là 100g nước. Tiếp tục cho cái đường và nước đã cân vào nồi. 180g đường mình cho vào nè. Và 1/8 muỗng cà phê muối mình cho vào luôn. 100g nước ở nhiệt độ phòng. Và mình tiếp tục quậy cho cái hỗn hợp ở trong nồi tan đều. Sau khi hỗn hợp đã tan đều như vậy rồi, thì bây giờ mình bắt qua bếp để nấu. Vặn lửa trung bình. Mình bắt nồi lên trên bếp. Cả nhà thấy mình quậy tan như vậy nè. Mình sẽ nấu cái phần nước đường này cho sôi đều với lửa trung bình. Sau khi sôi đều thì mình giảm lại lửa nhỏ. Và mình nấu từ 18 đến 20 phút. Trong thời gian nấu thì mình nhớ hớt bọt như vậy. Đường sau khi mình đã nấu được 20 phút rồi, thì bây giờ mình bắt đầu thử đường. Mình múc một giọt nước đường cho vào trong một cái muỗng nước với nhiệt độ phòng. Mình giọt xuống như vậy. Và bây giờ mình lấy lên cho cả nhà coi. Giọt nước đường cho vào nước vẫn không tan biến, còn nguyên một cái giọt như vậy, tức là đường của mình đã đạt rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp và nhắc xuống. Sau khi nhắc ra khỏi bếp thì mình sẽ để như vậy khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình quậy đều tay, quậy cho đến khi đường của mình đổi qua màu ngà ngà như thế này. Và mình tiếp tục quậy, quậy cho đến khi đổi sang cái màu vàng vàng như vậy. Và mình tiếp tục quậy nữa, quậy cho đến khi đường của mình trở nên trắng như vậy. Cuối cùng thì đường sẽ đặc lại và trắng như bột như vậy là đường của mình được rồi. Cả nhà coi cái phần đường của mình nè, cả nhà thấy không? Nó chảy và dẻo như vậy. Sau khi dẻo như vậy thì mình sẽ lấy ra khỏi cái khăn để cho đường nguội hẳn. Sau khi đường của mình đã nguội hẳn thì nó dẻo như vậy nè cả nhà. Nó dẻo như vậy thì mình mới làm bánh in rất là ngon ha. Bây giờ thì mình cho ra một cái khay như vậy. Sau khi mình cho ra cái khay thì mình đậy nắp kín lại. Và sau đó thì mình để vài tuần cũng không sao hết á. Mình sẽ bảo quản bằng cách đậy nắp kín và để ở nơi mát mẻ. Như vậy video của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi bếp nhà chúng ta. Chúc cả nhà luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại vào video kỳ tới.